Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 17 tháng 6. Và đêm qua thì Fed họp, cuộc họp thì đã không nằm ngoài cái dự đoán của chúng ta, đó là Fed sẽ có thể có những cái động thái mở lời cho cái việc đó là thắt chặt lại cái chính sách tiền tệ hiện tại. Đó thì cái điều này đã xảy ra trong cái ngày hôm qua. Đi sâu vào, đầu tiên thì tổng thể chúng ta thấy rằng là Fed vẫn giữ nguyên cái mức lãi suất không dưới 0,25%, nhưng mà điều đó không có quan trọng. Quan trọng đó là trong cái biên bản cái tuyên bố chính sách của Fed sau 2 ngày họp ngày 15 và 16 thì Fed đã có những cái động thái gọi là những cái động thái điều chỉnh. Đầu tiên là điều chỉnh các cái biến số vĩ mô của nền kinh tế. Điểm sơ bộ thì chúng ta thấy rằng là cái mức GDP của năm 2021 sẽ dự kiến khoảng 7%, 2022 thì giảm về 3,3% và 2023 thì là 2,4%. Đấy, thất nghiệp thì rất ok từ 4,5 và giảm xuống, kỳ vọng giảm xuống 3,5% năm 2023. Và cái con số mà chúng ta khá là quan tâm đó chính là cái lạm phát. Lạm phát ở năm 2021 này sẽ được dự kiến khoảng 3,1% và giảm về khoảng 2,2% năm 2022. Đấy, và cái mục tiêu lãi suất của Fed trong năm 2021 và cả 2022 này vẫn sẽ là giữ ở cái mức dưới 0,25%, cụ thể là 0,1%, và sẽ tăng lên từ năm 2023. Đấy, tuy nhiên cái điều mà Fed họ dự báo này này lại được lồng theo, lại được Powell nói lại trong cái phần họp báo, đó là những cái dự đoán, những cái kế hoạch của họ này thì không có đại diện cho một cái, tức là không được coi là một cái quyết định của Fed. Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng là những cái dự báo, những cái quyết định giữ nguyên cái lãi suất hiện tại và cái dự báo kiểu lạm phát không có quá mạnh như thế này, không có quá mạnh như thế này, nó không có đại diện cho một cái quyết định, tức là nó không có cái đảm bảo rằng là Fed sẽ giữ nguyên cái chính sách tiền tệ hiện tại. Cái câu nói này, chính cái câu nói này thì đã được thị trường định giá rằng là có khả năng là Fed sẽ có cái động thái gọi là tăng lãi suất trong cái thời gian tới. Và đi sâu vào chi tiết, chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái biểu đồ dot plot, tức là cái biểu đồ về cái dự đoán cái khả năng tăng cái lãi suất của ở Fed trong cái tương lai, thì chúng ta nhìn thấy rằng là có một cái sự có một cái sự đi lên rõ rõ rệt. Hiện tại nó vẫn duy trì ở cái mức khoảng 0,25%. Thế nhưng mà đến bước sang 2022 thì cái con số người mà kỳ vọng cái lãi suất nó sẽ được nâng lên trên 0,5% đã có 2 thành viên, và sang đến 2023 thì cái con số này nó nâng đến đâu đó là vào khoảng 2 5 khoảng 7 thành viên rồi. Đấy, 8 thành viên rồi. Đấy, thì cái điều này nó cho thấy rằng là cái con số người ta kỳ vọng, cái con số thành viên của Fed được kỳ vọng cái lãi suất sẽ tăng dần theo thời gian, dài hạn là khoảng 2,5% nha, đang càng ngày càng tăng cao. Đấy, chúng ta nhìn qua cái trên cái Bloomberg họ tổng hợp lại đi thì sẽ thấy rằng là có một cái sự nó rõ ràng hơn, nó rõ ràng hơn. Cái kỳ họp 16 tháng 6 vừa qua, kết thúc ngày 16 tháng 6 vừa qua thì cái mức cái con số người mà kỳ vọng cái lãi suất nó sẽ tăng vào năm 2023 nó 7 thành viên trên 0,25%, có 7 thành viên, có 7 thành viên. Và trước đó 2022 thì chúng ta chỉ có 2 thành viên mà thôi. Đấy, chúng ta có thể so sánh lại cái sự khác biệt so với lại cái kỳ họp trước của cái quý 1, đó là tháng 3 vào tháng 3 20 vào tháng 3 20 17 tháng 3 2021, thì thật sự là cái con số người mà kỳ vọng cái Fed họ sẽ lần cái lãi suất trên 0,5% thì nó nhỏ hơn, do cái phần cái số thành viên, cái số thầy đáy này nó xòe rộng hơn, mọi người có nhìn thấy không ạ? Đấy, thì cái nèo này nó thể hiện rằng là cái kỳ vọng của thị trường đang hướng về việc Fed sẽ tăng lãi suất trong cái thời gian tới. Mà cái câu chuyện trước khi Fed tăng lãi suất thì Fed nó sẽ làm cái việc gì ạ? Đó, nó sẽ là thu hẹp dần cái QE, cái QE, tức là cái chương trình cái bơm tiền hiện tại khoảng 120 tỷ một tháng á, thì có khả năng nó sẽ phải được xử lý trước khi mà Fed thật sự tăng lãi suất, trước khi mà Fed thật sự tăng lãi suất. Đấy, thế thì chỉ cần Fed tapering thôi, tức là khóa van tiền lại thôi, thì một loạt các cái thị trường sẽ phản ứng, và chúng ta thấy tất cả đều phản ứng theo đúng như cái kỳ vọng của chúng ta. Đi vào chi tiết thì đó là đồng đô, đúng không? Đồng đô đã chạy theo rất sát cái kịch bản của chúng ta, nó là đảo chiều đi lên một cách rất là ngoại mục sau một cái thời kỳ tích lũy trong cái biểu đồ H4, và đô hiện tại đang đóng tại cái ngưỡng 91.4 và cũng là một cái vùng kháng cự, một cái vùng kháng cự
trên cái biểu đồ H4 trước đó. Đấy. Chúng ta nhìn thấy hiện tại và đây có một cái kháng cự thì tôi nghĩ rằng là sẽ khó mà giữ chân được đồng đô, nhiều khả năng nó sẽ chỉ làm đồng đô điều chỉnh giảm trở lại một chút rồi tiếp tục break out, tiếp tục break out. Tại vì thị trường vẫn còn nhiều cái câu chuyện để định giá cho cái hướng đi lên của đồng đô. Trước mắt đó là câu chuyện về tapering, tapering tức là khóa ban tiền và sẽ làm cho đồng đô trở mạnh lên. Song song với đó thì đó là sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán. Chúng ta nhìn thấy rằng khi mà Fed khóa ban tiền có nghĩa đồng nghĩa cái thời kỳ tiền rẻ đã có thể kết thúc, đã bắt đầu chứ chưa phải là kết thúc, bắt đầu cái thời kỳ tiền rẻ, cái tiền gọi là tiền khan hiếm hơn nó sẽ bắt đầu, thì cái thị trường chứng khoán sẽ cần có sự điều chỉnh trở lại. Chúng ta nhìn thấy rằng là chỉ số S&P 500 ngày hôm qua có một sự điều chỉnh giảm khá là mạnh và cái nhóm cổ phiếu công nghệ cũng tương tự như vậy. Sau khi hình thành một cái bull trap trên một cái biểu đồ daily, mọi người có thể nhìn thấy một cái bull trap trên biểu đồ daily thì giá đã có cái sự điều chỉnh khá ấn tượng trong cái ngày hôm qua và mục tiêu trước mắt tôi nghĩ là sẽ chưa dừng lại ở cái vùng này đâu, mà có thể nó sẽ còn rớt về cái vùng đầu tiên, sẽ rớt về cái vùng phía hỗ trợ tại cái vùng 13.600 phía bên dưới này đã. Dow Jones cũng chung một cái tình cảnh tương tự đó. Dow Jones thì mang dáng dấp của một cái mẫu hình giống như là hai đỉnh, giống như là cái mẫu hình hai đỉnh không có bull trap đấy, và mang dáng dấp của mẫu hình hai đỉnh. Có thể cái mẫu hình này sẽ đem Dow Jones đi xuống những cái vùng thấp hơn, và thực tế thì chúng ta nhìn thấy rằng là có vẻ như là cái chỉ số này đang dần đảo chiều được cái Dow Trend đúng không? Mọi người có thể nhìn thấy cái xu hướng tăng và kéo dài từ khoảng quãng tháng 11 2020 cho đến hiện tại thì ngày hôm qua đang có cái dấu hiệu bị break out, đang bị break out ở chỗ này. Và nếu như điều này thành công thì rất có thể chỉ số này đã bước vào một cái thời kỳ điều chỉnh mới trong cái thời gian tới đây. Về chiến lược chi tiết của các cái cặp tiền thì chúng ta đã đúng, chúng ta đã đúng. Và các cái chiến lược của cái ngày hôm qua thì hầu hết là đều mang về lợi nhuận rất là tốt. Các cái cặp tỷ giá chính đều giảm rất là mạnh và đã xác lập được cái xu hướng, xác lập được cái xu hướng đi xuống. Ở trên màn hình là cái biểu đồ H4 của cặp tiền EU, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là sau khi hình thành được một cái cấu trúc gọi là Downtrend Structure thì giá đã có một cái cú rớt rất là mạnh sau cái phiên họp ngày hôm qua. Hiện tại thì nó đang được trading tại đúng cái vùng hỗ trợ là 1 chấm, gọi là 1.2 đi, 1.2. Và từ cái quan điểm cá nhân thì tôi cho rằng cái vùng này sẽ không giữ được và nhanh chóng bị phá mà thôi. Cái kịch bản gọi là sáng sủa nhất cho cái cặp tiền EU này có thể là nó sẽ có cái sự điều chỉnh tăng trở lại cái vùng kháng cự phía bên trên này rồi để rồi tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Để rồi tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Nhưng mà với cái bối cảnh của tâm lý thị trường hiện tại thì tôi nghĩ rằng rất khó để cho cặp tiền này có thể phục hồi lên phía trên này, mà thậm chí là chỉ phục hồi về những cái vùng thấp hơn ở phía dưới này rồi sẽ tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Kịch bản này cũng chung cho GU. Ngày hôm qua thì tôi cũng có, trước khi đi ngủ thì cũng có thực hiện hai cái lệnh sell GU và nó đã TP rồi, đặt TP hơi ngắn. Tuy nhiên thì từ quan điểm cá nhân tôi cho rằng là cái cặp tiền này đã hoàn toàn phá vỡ được cái vùng kháng cự trước đó, cái vùng trading sideways trước đó, cái vùng trading mà chúng ta đã vẽ rất là lâu rồi đúng không? Trading sideways vẽ rất là lâu rồi. Và ngày hôm qua thì cây nến này không ai thể phủ nhận rằng là đây không phải là một nến breakout cả. Breakout rất rõ ràng. Và với cái thế breakout như hiện tại thì chúng ta sẽ kỳ vọng có một cái sự gọi là rebound hay là depth cash cũng được. Nó sẽ phục hồi về cái vùng kháng cự phía bên trên này để sau đó có thể sẽ rớt sâu hơn. Chiến lược phù hợp của chúng ta là canh tìm các cái cơ hội bán ra tại cái vùng kháng cự 1.4030 này. USDJPY đang chạy theo trở lại cái kịch bản trước đây mà chúng ta kỳ vọng, đó là nó đã tới được cái vùng giá mà chúng ta kỳ vọng mục tiêu trước đó rồi, đó là cái vùng kháng cự trước đó. Câu hỏi đặt ra là cái vùng này có giữ hay không thì từ cái quan điểm cá nhân tôi cho rằng sẽ không giữ được, vùng này sẽ không giữ được. Cặp tỷ giá này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đi lên. Kịch bản tốt cho cái cặp tiền này đó là nó có thể phục hồi, gọi là retracement trở lại, giảm trở lại cái vùng hỗ trợ ở phía bên dưới này.
cái vùng hỗ trợ phía bên dưới này, rồi tiếp tục sẽ cái xu hướng tăng đi lên tiếp tục, và chúng ta sẽ canh tìm các cái cơ hội mua vào cặp tiền này ở phía dưới này, thậm chí là phải mua ở những cái mức cao hơn, chứ rất khó để cho với cái tâm lý hiện tại mà cặp tiền này có thể giảm sâu được. Bộ ba các cái cặp tiền hàng hóa đối với AU thì chúng ta nhìn thấy rằng là nó rất là ấn tượng, và hiện tại thì cái xu hướng xuống đã được xác lập, cái xu hướng xuống đã được xác lập trên cái biểu đồ H4, trên cái biểu đồ H4. Mọi người nhìn thấy rằng là sau cái tin họp ngày hôm qua thì giá đã phá vỡ luôn cả cái vùng hỗ trợ tại 0.7650, 0.7650. Với cái thế chart kiểu này thì chúng ta kỳ vọng nó sẽ có một cái sự điều chỉnh phục hồi về phía, gọi là retest lại cái vùng breakout trước đó, rồi tìm về những cái ngưỡng thấp hơn phía bên dưới này. Trong tuần này có thể cặp tỷ giá này sẽ tìm về những cái vùng đầu đó phía bên dưới từ 0.75.7 đến 0.75.4 gì đó. Cái vùng phía dưới này sẽ là cái mục tiêu cho cái cặp tiền AU này, và trước đó thì chúng ta kỳ vọng có cái sự điều chỉnh phục hồi về phía bên trên này nhá. USD, CAD thì ngày hôm qua, cái kịch bản ngày hôm qua tôi có kỳ vọng sẽ có một cái quá trình retest, thì thực tế nó đã có retest thật sự, nó testing lại đúng cái vùng hỗ trợ phía này và bật cao sau tin tức. Trong cái bối cảnh đồng đô phục hồi mạnh hiện tại thì có thể cặp tiền này sẽ còn tiếp tục đi lên cao hơn nữa, đi lên cao hơn nữa. Cái kịch bản đó là chúng ta kỳ vọng nó có một cái sự điều chỉnh nhỏ nào đó của cái cây nến breakout ngày hôm qua, rồi sau đó sẽ tiếp tục đi lên tiếp tục. Với cái thời điểm hiện tại thì hai cái thị trường đó là thị trường vàng và dầu, vàng một lát tôi nói, còn hiện tại thì nói về dầu, dầu đang có một cái sự điều chỉnh, dầu đang có một sự điều chỉnh giảm, và cái điều này cũng hỗ trợ cho cái đà đi lên của cặp tiền USD CAD, cặp tiền USD CAD, và cái chiến lược phù hợp đó là chúng ta canh mua cái cặp tiền này. NZD USD thì đúng như là cái mẫu hình gọi là rolling over ngày hôm qua mà tôi có đề cập đến. Sau khi mà nó nếu như cái mẫu hình này thật sự là rolling over thì sau cái quá trình gọi là điều chỉnh giảm tích lũy như này á thì nó sẽ rớt rất là nhanh và rất là mạnh. Và thực tế thì cái kèo này ngày hôm qua chúng ta, nếu như mọi người theo cái tín hiệu của BT Group thì cũng bắt được cái kèo sell NU này, và cái xu hướng giảm sẽ còn tiếp tục nữa, có thể sẽ vẫn còn rất nhanh, rất là mạnh về cái vùng hỗ trợ phía bên dưới này. Do đó cái chiến lược đối với NU là tiếp tục canh tìm cái cơ hội mà sell xuống. Đối với hai thị trường đó là vàng và dầu, vàng và dầu thì có thể nó sẽ có sự điều chỉnh giảm thêm nữa, giảm thêm nữa. Thế nhưng mà mọi người có một điều mọi người cần lưu ý, đó là khi mà Fed hành động thì cũng đồng nghĩa với việc họ thừa nhận đó là lạm phát, mà hai cái mặt hàng vàng và dầu sẽ là hai vật trốn tránh lạm phát rất tốt, trốn tránh lạm phát rất tốt. Thành ra cái cú giảm của vàng và dầu hiện tại nó tiềm ẩn cái cơ hội để cho chúng ta mua vào. Và cái vùng giá mục tiêu như ngày hôm qua tôi đề cập đó là cái vùng giá này thực tế ngày hôm qua đã đạt được, và rất có thể đối với vàng thì đây sẽ là một cái cơ hội mua vào tiềm năng. Tuy nhiên thì nếu như mua vào bây giờ thì nó thể hiện khá là aggressive, tức là khá là liều, mà chúng ta nên chờ đợi có một cái quá trình sideways nào đó ở đây, sideways nào đó rồi bear trap rồi chúng ta mua lên thì nó sẽ có cái xác suất an toàn hơn là cái việc chúng ta mua vào ngay lập tức khi mà giá cái động lực, cái momentum downtrend momentum rất mạnh như thế này mà chúng ta mua vào ngay thì thật sự là rất rủi ro. Đấy, thì cái chiến lược đối với vàng và dầu chúng ta sẽ không canh tìm cái cơ hội bán xuống đâu nha. Mặc dù đồng đô mạnh lên, thế nhưng mọi người phải hiểu đó là do cái thị trường đang vào thời kỳ đầu, thị trường người ta đang định giá cái kịch bản Fed tapering và high rate tăng lãi suất. Thành ra là đồng đô rất mạnh, nhưng mà sau khi mà thị trường định giá xong hai cái kịch bản đó thì dòng tiền sẽ tìm về với những vật trốn tránh lạm phát, và vàng và dầu sẽ là hai vật trong đó. Thành ra chúng ta sẽ canh tìm các cái cơ hội để mà mua vào vàng và dầu khi có cơ hội thích hợp. Hiện tại thì chưa phải là cái lúc thời điểm thích hợp đó. Đấy. Và một điều đáng chú ý thêm nữa đó là sau khi cái biên bản Fed được công bố thì một thị trường phản ứng rất mạnh đó là crypto. Điều này cho thấy rằng là thị trường tiền mã hóa đang ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng trong cấu thành của thị trường tài chính. Thị trường tài chính nguyên thủy thì chỉ có mấy thị trường, đó là trái phiếu, cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ. Tuy nhiên thì với cái việc thị trường crypto nó phản ánh
nó phản ứng rất là sát theo những cái quyết định của The Fed, thì thấy rằng đây là một bộ phận nó đã ăn nhập vào cái cấu thành chung của thị trường rồi. Và với cái bối cảnh tiền rẻ sẽ không còn nữa, có khả năng sẽ không còn nữa trong thời gian tới, thì đây là một cái thông tin rất là tiêu cực cho cái thị trường tiền mã hóa. Và chúng ta nhìn thấy rằng là cái động thái điều chỉnh giá giảm này nó phản ứng ngay tại đúng cái vùng giá rất quan trọng, đó chính là cái vùng giá 40.000, 40.000. Thành ra mà nói thì rất có thể cặp tiền này hay là Bitcoin sẽ có thể phải còn phải sideways thêm một thời gian dài nữa trong cái biên độ đâu đó khoảng từ cái vùng 30 đến 40. 30 đến 40 sẽ là cái vùng mà Bitcoin sẽ còn sideways thêm một thời gian dài nữa, chưa có cái ngày mà breakout đi lên vùng 45, 48 như chúng ta kỳ vọng trước đó. Thì trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày 17 tháng 6. Xin chúc quý vị và anh chị có một ngày giao dịch hiệu quả.